bà xin lỗi đi thì tôi sẽ tha cho bà. Cô vẫn có suy nghĩ là con người ta bằng vai phải lứa với nhau sao? Vậy nên mới có đám người nghĩ mình phải chịu oan ức bất công. Anh có thể suy nghĩ lại được không ạ? À? Về chuyện gì? Chuyện đem Gia Bảo và Hữu Nguyện về cùng một lúc. Em nói chuyện này ra cũng là vì hạnh phúc gia đình anh mà thôi. Bởi vì chị Khuê mà biết chuyện này thì... Chú nghĩ chú còn tư cách để nói chuyện này với tôi sao? Dường như bao cay đắng đã nén quá lâu trên bờ môi ấy. Mỗi ngày tôi phải cố giấu đi sự mệt mỏi không ai gánh cùng, để rồi nỗi buồn phớ vụn trong. Nè, cẩn thận nha. Lỡ uống phải thuốc này là cái lưỡi coi như tiêu. Lưỡi liệt rồi tới cái mũi sẽ không nhận biết được cái mùi vị gì nữa đâu á. Nhưng sẽ bị như vậy trong bao lâu? Tùy theo người dùng, uống ít hay uống nhiều. Trời ơi, lâu quá. Từ từ, cái bánh này ăn một lần không có diễn tả được cái bánh của anh đâu. Tôi phải ăn rất là nhiều lần. Anh từ từ thôi. Tôi muốn thằng Quân nó nếm thử cái bánh của tôi làm coi sao. Thằng Quân đang trên nhà đúng không? Đừng, đừng. Cái gì vậy? Đừng đi, đừng đi. Tính nói gì nói đại đi. Điều đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ơi.